Chúng ta cần một cái lịch sử, chúng ta nắm được nhiều hơn về những tương quan của Roma mới hiểu được hết cái bài này. Đức Ta-la vào thế kỷ thứ 18, đây là trước Roma sinh ra 70 năm, là có diện tích lớn như thế này, nhưng mà khổ tay Ba Lan đi kẹt phía bên nước Nga rất to lớn, rất là hung hãn. Nước Áo thì rất to lắm, cái thì nó to vô cùng, nhưng mà nước Áo bị xuôi một cái là nằm dưới đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, nó lên đến tận sát nước Áo. Ngày xưa các nước Bulgaria, Romania đi lại không có, tất cả nơi vào tay của sứ quân Thổ Nhĩ Kỳ ở sát quần thể của nước Áo. Mỗi lần mình đi nhà Thổ Nhĩ Kỳ cũng không sao, không phải chừng đó là đi tập của đoàn đặc biệt ngay trước cửa Vienna trong nhiều trường hợp. Đi tiếp đấy, đây là ông vua của thời Mozart, Joseph Đệ Nhị, Maria Theresa, mẹ con ta, hai mẹ con cùng cai trị chung với nhau. Đây là bà mẹ của Maria con nhất, đây là lãnh cai của Maria con nhất. Đây là nước Áo, các bạn nhớ. Nước Phổ, đây là nước các cần biết. Nước này bị mất hoàn toàn, người chết 47, nó bị giải thể hoàn toàn. Các đồng minh sau của những thứ hai, người được cam kết nước Phổ và giải thể, nó tiêu diệt hoàn toàn. Nước Phổ ngày xưa nó có hai mảng đi với nhau, vì nó là từ hàng hải. Nó thèm muốn nước này mà làm không lấy được, cho đến khi nó cùng âm mưu qua với đây là ông vua nước Phổ hay là biết đến đặc đế đi tiếp ông này qua là bà nữ hoàng của nước Nga là bà Yekaterina Đệ Nhị. Bà này gốc là người Đức, con chúa Đức lấy chồng Nga, nhưng mà trở thành ra một con người vua vương điều Nga rất đắc lực. Nước Nga chúng ta nhớ lại nhé, bà là nằm giữa ba nước, nước Phổ Prussia, nước Áo Austria, nước Anh và nước Nga, nước Ba Lan bị bán tư ba lần. Và sau 3 lần chia chác, tôi không đi tìm chính thức Việt Nam, trong vòng 50 năm, 3 lần chia chác, ba cái con nó không sẽ lấy hết tất cả. À, và ngày xưa là nước Hoàng Nga và vua Ba Lan là tình nhân của nhau. Ông này nhỏ là kia ba của bà kia nổi tiếng đa năm và là tình nhân chất cái Việt Nam, cả người Việt Nam phải nghe đến bao giờ rồi. Thì cái ông này lúc mà thần tệ là đi đa và dung điều là ở một con tim bên Nga đó, mà được bà này yêu, bà này trách phải cho mình lên ngôi làm hoàng đế bên Ba Lan, như mình lên ngôi rồi bình thường Ba Lan, cho nên hai người cam kết nhau chính vì điều đó mà nước Nga lập tức cùng nước Phổ và nước Áo làm ba lần chia nước Ba Lan qua mấy đời vua. Kết quả cuối cùng là Ba Lan được đời biến mất. Đó là khó đen và đây là Ba Lan các cứ sứ quân Ba Lan không chiến thắng được, cho nên là vào tay bọn quý tộc Ba Lan cấu kết với quý tộc nước ngoài bán đứng dân tộc Ba Lan một cách không thương tiếc. Một lũ người nó chỉ có ký kết giấy tờ để nó bán đứng dân tộc làm giàu cho bản thân chúng nó và không cần biết gì dân tộc ra sao. Đây là cái bối cảnh của một người như Soma. Cuối cùng nước Ba Lan hoàn toàn đến thời Napoleon. Đây là nước Phổ lấy hết rồi. May hay lúc mà Napoleon thôi, Napoleon mới là đánh công dẹp Bắc đi lại à, lấy hết phần của Đức, một danh Pháp tàn qua hết. Pháp đã cắt được một cái phần công quốc Warsawa đã lại là Ba Lan nhờ Ba Lan mở tay mở mặt. Lý do mà sau này là bố bị Pháp mẹ bị Ba Lan nhưng đi tinh là chính vệ lên nước Pháp là vì nước Pháp còn cố tình dưới thời Napoleon, nhưng chúng ta biết Napoleon thảm bại và sau đó rồi thì Ba Lan rơi trở vào tay Ba Lan, không còn nữa mà bây giờ như vậy thành đây và không là lưu lượng lên lên lại không mà lên lên thành đây đẹp Ba Lan hoàn toàn mất khỏi thế giới này, chỉ còn có Phổ, chỉ còn có Áo, chỉ còn có nước Nga mà thôi. Người ta cấm người dân Ba Lan nói đến Ba Lan khi đi đâu được, người ta cấm không được ra tiếng Ba Lan trong trường, người ta cấm tất cả mọi thứ và từ trong lòng điều đó đã nảy sinh ra Soma. Soma đi tinh thần chính trị ở bên Pháp và quê hương bố mình, nhưng không bao giờ quên quê mẹ. Đi tiếp với người mẹ gái nhé, cảm ơn mấy em, xin lỗi mình quê hương đây. Và chúng ta nhớ là quê hương người nhân tình, người Ba Lan rất nổi tiếng là công chúa Maria Theresa, nhưng mà lúc lấy vợ thì yêu cô này không lấy được vì công chúa Áo to hơn, phải lấy công chúa Áo là Maria Theresa vô tính của cuộc đời của ông đến Napoleon. Nhưng cái cô con công chúa Áo này là một con người nham hiểm, ti tiện và thủ đoạn, không có tí thì là tâm hồn con người. Và cuối cùng ra, như là mọi tình yêu cuộc đời này, trong một đêm phải lấy vợ vì vấn đề chính trị, công chúa Áo không có cái gì tốt đẹp cả. Mà người ta bảo Ba Lan rất tuyệt vời, cho nên giữa nước Pháp và nước Ba Lan có nhiều quan hệ rất là mật thiết. Nỗi đau của chúng ta khi Napoleon ra đi tiếng tiếp là nỗi đau tóc thật của cả dân tộc Ba Lan tiếng tiếp. Và đây vấn đề nổi tiếng, đây là cái ngày mà bọn quý tộc Ba Lan bán tướng dân tộc ký kết với lại Nga, cũng xin cho chính quyền Nga. Bức tranh này nổi tiếng, bức tranh này mà sinh đời sau số ba. Trong bức tranh này có một người bạch đường nằm xuống là một anh hùng dân tộc. Đây là các cú sổ hay mang, nói là nếu mà các người bán tướng Ba Lan như thế thì qua sát chết của mình đi ra ở ngoài kia một tên bán tướng ký kết với người ta chỉ được hết bức tranh này từ 11. Lúc bức tranh này vẽ ra, con cái những kẻ này còn sống, nó dám phản đối là hạ sĩ,
mắng chửi bố mẹ tổ tiên nhà nó. Bây giờ thì dĩ nhiên là cả dân tộc chửi bố cả dân quốc này này. Từ người một, cái thành thánh sứ là Adam Boninsky đều là quyền cao chức trọng, đúng quyền cao chức trọng bán tư, ký kết. Người ta bảo là đánh thua mất cũng không nói gì. Có đâu mà chúng nó ký kết bằng tờ giấy, nó bán tư cả dân tộc như thế, ai mà chịu được. Người Ba Lan cũng bảo sẽ phanh phui điều này ngay từ lúc nước không có mặt ở thế giới. Đã là lúc này, Shakespeare có tốc kỳ đứng kế bên là người lực bước. Bây giờ người làm cái này dùng được cộng đồng. Có một đứa bác ước cộng đồng gọi nhận đến khi nào Potocki là bản thân của Chopin. Người Việt không biết tiếng Ba Lan thì đọc thành chữ thật Potocki, không phải tiếng Ba Lan chữ C đó là Potocki. Nghe đến khi nào Potocki đi biết Francis Chopin và Nicky ôm mặt không thắm nhìn đi biết đại sứ nè.